Hello, đây. Xin chào các bạn. Hello, các bạn đang xem kênh sao rẻ thì.com. Đây, hôm nay có một siêu phẩm muốn giới thiệu cho các bạn. Đây chính là chiếc nồi nấu cơm của hãng Nhật Cuckoo Enjoy. Hàng này hàng Hàn Quốc, các hàng xách tay về. Tình trạng ở đây có mã nồi luôn này, CPA1011FX này. Tình trạng bây giờ đang bị đun lúc được lúc không. Con nồi này thì phải nói siêu thâm niên rồi các bạn ạ. Nếu bạn nhìn cái màn hình của nó không còn hiển thị nổi cái gì này. Nút bấm này, nếu mình đủ biết nó khủng khiếp nha. Hàng này là hàng Hàn Quốc chắc xách tay về. Đây, toàn chữ Hàn luôn. Thông số đây. 1100W. Chạy điện 220. Bây giờ mình với bạn sẽ tiến hành tháo này nha, xem nội thất bên trong của cái chiếc nồi áp suất nồi cơm sẽ như thế nào. Và xem thử có sửa được không. Bởi vì cái nồi này nó bị một cái bệnh rất là bựa các bạn ạ. Tức là lúc bị lúc không thì ra nó chính vì thế nó khó sửa các bạn ạ. Chứ nó bị liên tục thì lại ngon ăn là dễ sửa. Một thấy hai cái nồi này mình thấy nó xuống cấp quá rồi, có khả năng không nên sửa. Bạn nhìn này. Mốc hết rồi. Nồi này nếu mà bình thường mà chắc chỉ cho đi đồng nát thôi. Bây giờ sẽ đặt mặt lưng ra nhá, tháo ra trước để xem nội thất nó có cái gì cho một cái nồi cao cấp này. Đây là phần dưới đáy nồi nhá, mình thấy cái nồi này rất là cao cấp luôn này. Chỗ này chắc là cái loa các bạn ạ. Loa ở đây. Ở đây chỗ quấn dây này, ở đây họ cho phép bạn quấn dây gọn lại này. Ở đây nó có cái này mà không biết là cái gì. Cái này. Ốc nằm đây, ốc này là dòng ốc inox cũng sẽ không bị han. Đặc trưng của các cái bếp này, các cái nồi này nhá. Tháo ra đây, tháo bốn ốc này. Sau đó mở lắp này lên xem bên trong nó có cái gì. Đây là phần nội thất bên trong nhá. Cho bạn xem qua một cái nồi. Nó thì vẫn như cái dòng truyền thống trước thôi. Đây có một cái loa này, loa này gắn dưới gầm này, một này, ba dây vào này, đây có một dây tiếp đất này, hai dây nguồn vào này, dây nguồn đây qua một con cảm biến gắn ở đây vào trong đây, vào chân cộng luôn này, à một chân của đun này, còn một chân nữa sẽ qua cái hệ thống điều khiển mới được phép chạy. Hệ thống này nó thông với bên này, ở đây nó có một cái dây nấc ủ bên này. Cái nồi này nó có cả bông thủy tinh sao ạ, để nó ủ. Đây hệ thống cảm biến lên trên này, trên mặt mặt trên, hệ thống các dây dẫn lên trên này. Đã, bởi vì ở trên này, trên nắp trên nó có cả hệ thống ủ nữa. Đây pin lưu, hệ thống pin lưu điện này, còn rất là mới luôn này, trông phải còn mới lắm. Con này mà lau màn hình hiếc còn thay vỏ lại thì còn ngon lắm. Đây là nhìn nó bật này, khủng khiếp luôn. Đây là phần màn hình của nó nhá. Nút bấm thì còn rất là tốt mặc dù là dùng lâu rồi. Chỉ có mỗi cái màn hình là dùng lâu năm thành ra nó bị nhiệt. Cái nhiệt ấy nó tác động vào là nó bung mất cái này. Đây, để cái lớp màn hình nhá. Vẫn còn cái lớp chắn đằng sau với cả lớp phản quang nữa nó mất hết rồi. Hôm nay mà bị tình trạng chập chờn lúc được cũng không thì nghe chừng hơi căng bạn ạ. Bởi vì cái màn hình nó không hiển thị nó, thành ra đếch biết nó đang bị cái lỗi gì à. Nó báo trên này luôn. Thường nó sẽ báo lỗi trên này luôn cho các bạn. Mình sẽ bóc thêm nhé, xem mạch phía dưới nó có bị hỏng gì không ạ. Đây là phần mạch bên trong nhá. Cho bạn xem này. Mạch còn rất là tốt luôn. Mặc dù là để trong cái nồi này lâu năm rồi nhưng mà nó không bị hề hấn gì luôn các bạn ạ. Không bị mốc, không bị cái gì cả. Không bị oxy hóa, vẫn nguyên si luôn. Đây. Vẫn như mới. Ghê thật. Cái hàng này nó làm tốt thật các bạn ạ. Đây ốc của nó này. Ốc của nó là ốc inox thành ra rất là bền luôn. Vẫn như ngày đầu các bạn ạ, không khác gì luôn. Mạch nguyên si nhá. Mạch không dấu hiệu may ấy, chỉ có tiến hành vệ sinh lại thôi, lau vệ sinh cái mạch thôi, sau kiểm tra các chân rắc cắm lại thôi là được. Sau nha, mình đến phần mình cho bạn xem cái phần tiếp theo là cái phần đây là hai cái nồi đun nhá, mâm đun này. Cái mâm đun này ít khi nó hỏng các bạn ạ, bền cực kỳ luôn. Riêng cái đồ này nó chỉ có cũ nát quá thì bỏ đi rồi. Đây cảm biến thì nằm ở đây rồi, nhưng cái bộ này anh bảo là thỉnh thoảng lỗi nhưng mà đích biết nó lỗi gì. Nếu biết lỗi rồi thì dễ, còn nếu không thì bây giờ sẽ tháo nhá. Xem con cảm biến này, cảm biến đáy nồi nằm ở đây. Nó còn một cảm biến trên nồi kìa, mấy cảm biến kìa.